làm đâu? Dạ, ở Sài Gòn làm bên nào? Dạ, công ty Mai. Trời ơi. Rồi giờ về lo cho nó rồi nghỉ làm hả? Rồi, bây giờ nghỉ đi. Đứng đi quay mặt ra. Rồi qua quay mặt. Em ngồi là quay mặt ra đứng rồi. Em này tên gì? Nguyễn Hoàng Duy. Gì? Nguyễn Hoàng Duy. Nguyễn Hoàng Duy hả? Nguyễn Hoàng Duy mấy tuổi rồi? Dạ 38. Có vợ con gì chưa? Thôi được rồi. Kính chào bà con nhóm Mỹ Tho Xuyên Trường 2 của mình. Kính chào bà con Mỹ Tho Tiền Giang. Tiếp tục buổi chiều hôm nay đi cùng Hùng Nguyễn, con Quỳnh Lê Anh, chị Xuân Linh. Thì được bác sĩ gì chị? Bác sĩ Chiến ở khoa cấp cứu. Bác sĩ Chiến khoa cấp cứu có nhờ chị Linh kêu gọi giúp đỡ một hoàn cảnh nằm viện mà không có tiền. Thì chào em, cho em hỏi là em tên gì? Nguyễn Thanh Diệu. Nguyễn Thanh Diệu năm nay mấy tuổi? Dạ, em năm nay 36 tuổi. 36 tuổi, anh của em mấy tuổi? Dạ, em 38 tuổi. Rồi, em kể lại cái hoàn cảnh này sao? Dạ, cái hoàn cảnh em nghèo, nên anh em bệnh vậy hả? Em không có định mổ. À, dạ. Không định mổ? Không có mổ. Tại em... bác sĩ nói chuyện nhưng mà không định mổ. Tại em có hỏi bác sĩ chi phí bao nhiêu mổ rồi em biết, mà bác sĩ không nói. Em nói vậy thôi, em không có khả năng mổ nó. Tại em không đủ tiền. Rồi mấy bác sĩ nó kêu em vô tới vô lưu hoài hà. Rồi bác sĩ kêu em ký giấy vô là không mổ. Rồi tới chiều bác sĩ kêu nữa là tới chiều em mới ký giấy là mổ. Rồi ngày hôm nay em chưa có đóng đủ tiền để cảm ứng cho bệnh viện. Rồi bây giờ là em đã cảm ứng bệnh viện bao nhiêu? Dạ em mới cảm ứng bệnh viện được 8 triệu. 8 triệu? Dạ. 8 triệu thì tổng cộng tâm mổ này bao nhiêu tiền? Dạ bác sĩ không có cho em biết. Ủa? Tại bữa em cũng có hỏi là mổ nhiêu mà bác sĩ trong đó nói thì mổ đi, tôi đâu có kêu em đóng tiền liền đâu mà em cứ hỏi tiền tiền hoài vậy. Ủa, sao rồi bây giờ là hồi nãy sao em nói nợ gì lại? Nợ là lúc bữa thứ bảy là em tạm ứng 3 triệu, còn bữa thứ ba thì em tạm ứng 13 triệu nữa. 13 triệu vậy là 13 triệu đó. 8 triệu đó. Vậy là mới ở đó ông tạm ứng là mới 8 triệu à? Dạ, giờ mới 8 triệu. 8 triệu như vậy là còn thiếu 5 triệu. Dạ, đâu có. 5 triệu, 5 triệu với 13 triệu là 18 triệu mà nó đóng ra mới 8 18 triệu hả? Bữa thứ tư là em mới tạm ứng có 5 triệu nữa à, kêu em 13 mà em đóng có 5 à. Không có bảo hiểm gì hết. Dạ không có. Trời ơi, cái thời buổi này đó thì con là phải cố gắng là mua được cái bảo hiểm để khi mình bệnh hoạn gì đó là cái tiền nó sẽ nhẹ đi 70-80%. Dạ. Ơi, như cái giấy là, kêu tạm ứng em là đồng thời cũng là cái giấy. Đâu cái giấy tạm ứng có đây không? Cái giấy tạm ứng là giấy tính tiền. Hôm thứ tư là em mới đóng thêm 5 triệu á. Là tổng cộng là 8 triệu. Dạ 8 triệu. 8 triệu. Kêu em đóng 13 triệu em không có tiền. À, chị gọi thứ ông bác sĩ đi Vũ đây đó, thứ kêu được. Dạ, mà cái hai em cũng chưa biết được. Đây, hai cái giấy này tạm ứng. Giấy này tạm ứng 5 triệu. 5 triệu. Giấy này tạm ứng 3 triệu. Tổng là 8 triệu. Cái giấy kêu tạm ứng tiếp nữa là nhiêu? 13 hả? 13 mà em mới đóng được 5 đó chị. Vậy là còn thiếu khoảng 8 triệu nữa đó. Rồi, là bữa hôm thứ ba đó, còn mấy bữa sau em cũng được. Rồi, thôi được rồi. Đây cũng nói dùm mà bà con mình thôi thì một hoàn cảnh của một bác sĩ ở bệnh viện khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu thì cũng có nhờ nhóm từ thiện giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Thôi đúng, bây giờ bệnh viện mà nhờ có một từ thiện không biết. Ôi sao hết trơn. Bây giờ tổng cộng coi như là nãy giờ 8 triệu nữa là đủ á. 8 triệu nữa phải không? Bây giờ nói cùng bà con như vậy. Sau clip này bà con nào có hỗ trợ thì hỗ trợ về tôi. Thì tôi sẽ nhận, nếu mà bà con hỗ trợ thêm đủ thì tôi sẽ đem vô tôi giúp cho em này. Còn nếu mà thiếu hơn đủ bao nhiêu thì tôi sẽ bù vô để giúp cho em này. Tổng cộng là coi như là về anh toàn bác sĩ nói chừng nào về. Về chắc ngày mai á anh. Ngày mai về. Dạ. Ngày mai thứ hai phải không? À như vậy là đúng, vậy là chưa có xuất viện về nhưng mà nó không có tiền. Tự em xin về phải không? Rồi thôi chị về.
nói về ở lại đi, rồi để ngày mai rồi anh tính ha, để coi bà con có ủng hộ thêm thì sẽ giúp cho em, còn nếu không thì bên nhóm anh sẽ cố gắng xuất quỹ là giúp cho em ha, nói trước yên tâm ha. Rồi như vậy ha chị, vậy thôi, bây giờ là tổng cộng còn 8 triệu nữa phải không? Rồi thì ta biết cái phòng này rồi, thì có gì ngày mai anh sẽ trả lại. Nếu ai có ủng hộ thêm thì ủng hộ, còn nếu trong vòng ngày mai không ủng hộ thêm thì anh sẽ tích quỹ để cô nhớ mình để giúp em ha, vậy ha. Có nghĩa là anh Hiếu nói là có nghĩa là cưng khoan xuất viện hả, mà để em, để anh của em ở đây đừng điều trị nha, chứ đừng có, tại vì nó chưa có khỏe mà em xuất viện về là nó không có tốt. Ha, em ở lại đi rồi chờ anh Hiếu gửi vô nha. Vậy thì ngày mai Khoan xin xuất viện về nha. Tại vì nói chung là không có người nuôi em, nó phải đi làm, nó về nó nghỉ. Này là cần thêm 8 triệu để chi phí bệnh viện. Thì ngày mai chừng nào bệnh viện cho về em phải về. Em về nửa chừng là không ai chịu ha. Tại bữa em có xin cái chị hỏi về muốn thứ 6 xuất viện về không, cái hôm em nói thôi lại em xin lại thứ 2 cho nó tập đi. Rồi. Hôm nay ăn được không? Em đừng lo rồi đó. Bây giờ gì nè, chị lên đây. Hả? Chị lên. À. Bây giờ xong rồi để em này mình kết thúc đây, em này đi thôi. Rồi. Bác sĩ Vũ đi rồi bệnh viện. Rồi, bye bye. Xin chào tất cả bà con. Thì sẽ trở lại gặp em sau ha. Rồi.